Chỉ với hơn 1 triệu đồng là các bác đã có thể sở hữu ngay một bộ máy cưa xích chạy pin Wolfpeak CS12BL với lăng xích cỡ lớn 12 inch, chuyên dụng cắt tỉa thân cây, cành thừa có đường kính lên tới 40cm. Máy cưa có công suất lớn lên tới 800W, tốc độ 2.500 vòng trên phút. Động cơ không thổi than và lõi đầu nguyên chất 100%, cực kỳ mạnh mẽ, giúp tiết kiệm pin trong thời gian sử dụng lâu dài. Hơn nữa, máy được trang bị lam xích 12 inch 35cm, đem lại chiều rộng khổ cắt lớn lên tới 40cm. Cùng xích cưa là sự kết hợp của thép carbon tinh luyện với đinh tán truyền nhiệt, đảm bảo độ cứng cáp và bền bỉ khi sử dụng. Máy cưa có thiết kế nhỏ gọn với trọng lượng chỉ 3,3kg nên người dùng có thể dùng một tay để cưa cây, cắt cành trên cao một cách dễ dàng. Đặc biệt, máy được trang bị bình tra dầu tự động 120ml và có nút điều chỉnh nhớt giúp cho xích làm việc được trơn tru. Lam xích 12 inch bản lớn kết hợp với nút tăng giảm độ căng của dây xích giúp thuận tiện hơn khi sử dụng. Công tắc cưa khởi động mềm kèm theo đó là nút khóa an toàn giúp việc cưa cắt được dễ dàng, cực kỳ yên tâm khi sử dụng. Máy sử dụng hai pin 21V chân pin phổ thông Makita, dung lượng chuẩn 15 cell, 30.000 mAh. Các bác có thể làm việc liên tục từ 4 đến 5 giờ đồng hồ mà không lo hết pin. Chọn bộ sản phẩm đầy đủ bên em sẽ bao gồm một thân máy, hai pin 15 cell, sạc nhanh, lam xích 12 inch, dây xích thép, tấm chắn bảo vệ, bộ đồ tháo mở kèm theo đó là thẻ bảo hành và sách hướng dẫn sử dụng đầy đủ. Bộ sản phẩm đang được bảo hành lên tới 6 tháng chính hãng, lỗi một đổi một trong vòng 15 ngày nếu có lỗi từ nhà sản xuất. Nhận hàng các bác hoàn toàn được kiểm tra và test thử sản phẩm ưng ý rồi mới thanh toán. Mọi thông tin chi tiết các bác vui lòng bấm vào đường dẫn phía dưới bài viết hoặc để lại số điện thoại bên dưới phần bình luận, bên em sẽ liên hệ lại tư vấn và hỗ trợ đặt hàng. Cảm ơn các bác đã xem hết video giới thiệu sản phẩm và chúc các bác sớm tìm được sản phẩm như ý.